Tôi thực ra là một tín đồ Thiên Chúa giáo theo truyền thống gia đình. Trước khi mà đến với Phật giáo học tập một cách bài bản thì tôi đã có cái bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Hoa Kỳ. Thì cái động cơ nào, cái nguyên nhân nào thì chính xác hơn làm cho tôi đến với Phật giáo là tôi muốn câu trả lời mang tính logic, tại sao có cái sự khác biệt giữa người này và người khác mà trong tôn giáo của tôi không thể trả lời được. Đó là lý do tôi đến với Phật giáo. Vì chỉ có Phật giáo mới trả lời là do lý nhân quả, tức là anh làm thì anh phải lấy cái quả của anh thôi, chứ anh không làm bắt anh lấy quả là anh sẽ không đồng ý rồi. Thì cái đó là cái nguyên nhân chính, nguyên nhân sâu xa mà tôi đến với Phật giáo. Hiện nay thì tôi đang làm giám đốc tài chính cho một công ty Hoa Kỳ tại Bình Dương đó, và vừa đi học vừa đi làm. Sau khi hoàn tất cái chương trình cử nhân tại Học viện Phật giáo Việt Nam 2009-2013, tôi tiếp tục học thạc sĩ tại Thái Lan 2013-2017, và hiện nay tôi đang làm luận án tiến sĩ và có lẽ bảo vệ vào tháng 4 sang năm là coi như là kết thúc. Đó là toàn bộ quá trình học nghiên cứu Phật giáo của tôi. Trên thế giới, nền minh triết Phật giáo được nhiều nhà khoa học, nhà tri thức xem là một môn học làm người hết sức ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống. Triết lý Phật giáo không nằm trong giới hạn của tôn giáo, mà đây là một chân lý sống đầy khoa học, thực tiễn và đồng thời là nền tảng tâm linh siêu nhiên thực thụ qua sự nghiên cứu sâu sắc của khoa học. Chánh pháp của Phật là kim chỉ nam dẫn lối đến con đường an lạc mà bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu và thực hành để đạt được bình an cùng nhiều giá trị trong cuộc sống chính mình, cũng như lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.